Hello cả nhà yêu, hello hello các bạn ơi, hôm nay nhà mình ăn cá kho thơm đấy, này, bà xã mình kho, này. Cá kho thơm ngon lắm các bạn, ăn với cơm mà hết nước chấm luôn này, đấy, đây là món Việt Nam nhé, các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình giao lưu nhé, đấy món này ngon này, đây là kinh nghiệm ẩm thực và âm nhạc rất là hay nhé, đây vừa ẩm thực lại vừa có âm nhạc luôn ha, đây là trứng chiên lá lốt. Đây. Món ăn Việt Nam là ngon nhất thế giới rồi các bạn nhỉ. Đấy, các bạn nhìn này, trứng này ăn với cơm cũng rất là ngon nhé, lá lốt nó rất là thơm đấy, trứng chiên với lá lốt rất là ngon luôn, các bạn thử làm ăn xem nó ngon không nhé. Lá lốt thì là ở vườn trồng hoặc là mình đi mua rất là dễ đấy. Đây là cá kho với thơm, thơm thì nó sẽ khử được vị tanh của cá đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé để giao lưu, anh em giao lưu văn hóa nhé, cảm ơn các bạn rất là nhiều, thank you. Đây, đây cái nước canh nhé. Rồi chào các bạn nhé.